thẩm quyền kiểm tra. Tại sao không được thẩm quyền xem anh? Anh cứ giữ quyền giám sát nhá. Vâng, em đã xem rồi. Cầm máy quay quay hộ em anh này cái. Nhá. Anh chỉ có thẩm quyền giám sát quay tôi được, rồi. Đúng không? Thế tôi hỏi nhá. Nhưng anh không có thể kiểm tra. Anh là công an huyện đúng không? Đúng rồi anh. Đoạn đường này là đoạn quốc lộ đúng không? Đúng rồi anh. Anh có được phép ra đây không? Tôi được phân cấp nhá. Giám đốc công an tỉnh cho tôi ra đây. Giám đốc công an tỉnh cho công an huyện Phú Ninh. Đúng rồi. Đứng đoạn đường quốc lộ 2 thị trấn đúng không? Đúng rồi anh, chú thị trấn. Ok, em chỉ cần thế thôi. Thôi nhất trí anh nhá. Còn anh tên gì ạ? Tôi tên là Nguyễn Việt đấy. Anh bắt em đúng không? Vâng. Vâng, xe, anh Việt đúng không? Xe không có gương đúng không? Được, em xem anh Nguyễn Quốc Việt này, 183091, anh bắt em đúng không? Vâng. Thẻ xanh anh đâu? Anh đừng có sờ, anh không có quyền sờ. Thôi, tôi hỏi thẻ xanh của ông đấy đâu? Ông tránh ra. Anh không có quyền sờ túi của anh em tôi. Tôi không sờ túi. Anh thẻ xanh của anh đâu? Anh không có quyền vạch chuẩn em tôi ra. Tôi hỏi xem thẻ xanh của ông đấy đâu? Anh không có quyền vạch cho tôi ra. Được, tôi hỏi thẻ xanh của ông kia đâu? Sao ông được ra, đứng ra xem, đứng với tôi. Anh vi phạm như ông không có thẻ xanh, ông được phép ra đường với đúng không? Tôi có. Anh đi. Tôi không làm việc với anh nha. Anh làm biên bản đi. Tôi đang làm việc. Anh vào làm biên bản cho tôi. Tôi làm việc mà. Anh làm biên bản đi. Ông có thẻ xanh không? Thẻ xanh không? Không được phép ra đường. Thẻ xanh không đâu? Như thẻ xanh của ông đâu? Tôi không quát. Ông làm việc của ông, làm việc của ông đi. Tôi hỏi ông này, đồng chí thẻ xanh của ông thành chưa đâu? Anh không có cẩm quyền đảng như việc đấy. Đang làm việc với anh. Đồng chí không có thẻ xanh, đồng chí không được ra đường vậy. Được, tôi sẽ ông cứ làm biên bản cho tôi nhanh. Đồng chí này, người ta được phép hỗ trợ đúng không? Hỗ trợ như ông không được phép ra bắt. Hỗ trợ ông chỉ việc phép với thôi. Hỗ trợ như ông đây kiểm tra. Anh đang hỗ trợ kiểm tra. Được, tôi ghi hết đây rồi, ông lập biên bản cho anh lên. Được rồi, chứ. Quên tôi đây, anh quay đây. Tôi không làm việc với anh. Một anh không công tác. Tôi không làm việc, anh chưa chào tôi. Anh ra đằng kia. Tôi chào anh. Tôi không làm việc với anh, tôi làm việc với đồng chí này. Tôi chào bằng mồm nhá. Một tổ công tác có quyền làm việc với người vi phạm. Đồng chí bắt tôi. Đồng chí có thẻ xanh, đồng chí chỉ việc đứng trong này thôi. Đồng chí không được ra đường. Ông lập biên bản ngay cho tôi. Thế tôi rồi. Vẫn được phép làm việc với anh nhá. Lập thế thôi, tôi có cần gì đâu. Tôi dừng xe anh thì tôi vừa làm việc với anh. Không phải chào. Ông không phải dừng xe tôi, ông ra đằng kia. Tôi dừng xe anh. Đồng chí này, đồng chí tôi quay đầu là tiêm rồi. Tôi dừng xe anh. Đồng chí này dừng xe anh, đồng chí hỗ trợ kiểm tra giấy tờ. Anh nhá. Tôi dừng xe anh. Ông nhá anh chưa? Nhá. Và tôi được phép làm việc với anh. Chúng tôi trong tổ công tác. Thì lập biên bản thôi, có gì đâu. Thì tôi kiện sao có gì đâu. Có gì đâu, thoải mái mà. Có chẳng có gì cả. Tôi đang làm thì tôi cứ kiện thôi, là cái gì đâu, cứ làm biên bản cái gì đâu. Và tôi sẽ kiện đồng chí này. Không có thể xanh dám ra đường bắt được, cái đấy là chuyện bình thường. Tôi chưa không thấy thẻ xanh của ông thì tôi chưa thấy như sao. Không có thẻ xanh làm sao mà ra đường mà bắt được. Tôi sẽ hỏi là tại sao là công an huyện Phú Ninh lại ra được quốc lộ bắt. Hai và tôi sẽ hỏi hai ý kiến đấy thôi. Tại thị trấn Hương Châu công an được ra phép ra quốc lộ bắt. Trăm 90.000 đơn giản. Rồi ông xong chưa? Tôi ở khu 3. Thank you.
anh quay thoải mái, quay đi bên cạnh. Đấy đấy, tôi quay bên bên bạn là thôi. Thôi đấy, được rồi, quay tôi có gì đâu, ông cứ làm đi. Rồi rồi rồi, có gì đâu. Rồi rồi. Thôi không sao, tôi nhận tệ hơn. Cái lỗi này cũng tôi sai, tôi nộp phạt gì đâu mà. Biệt quay nhé. Thông báo với anh Quý này nhé. Dạ vâng. Xe của anh vi phạm là thứ nhất là điều khiển xe mô tô biển số 19E1-96-9 vi phạm này. Không có gương chiếu bên trái người điều khiển. Rồi ok. Thứ hai là không có bảo hiểm trách nhiệm. Rồi ok. Tôi chấp nhận. Anh công nhận được không? Rồi, tôi hai công nhận rồi. Lỗi này của anh là anh em sẽ quyết định xử phạt. Rồi, có hai phương án anh chọn. Một là tạm giữ bằng lái, là anh nộp vào sau. Rồi. Và thứ hai, nếu anh có nhu cầu được phạt, bây giờ là có quyết định có quyết định luôn á, quyết định xử phạt luôn á, có biên lai cho anh luôn. Rồi. Nếu anh có nhu cầu. Rồi ok, thế tôi ra quyết định xử phạt nộp luôn ở đây. Nộp tại chỗ đi. Rồi. Đấy, em vai và ra quyết định xử phạt luôn nhé. Nhất trí thôi. Anh nhá, tùy anh thôi, đây mình chọn phương án. Rồi rồi ok, con không có gì cả, cái đấy luôn sai rồi quyết sau gì đâu. Ra tôi quyết định xử phạt luôn nhé. Có biên lai like thì có phạt luôn nhé. Biên lai like và quyết định nữa. Nếu anh nộp phạt, nếu anh thế anh cho tôi nộp phạt sau. Anh tôi lấy để lần sau tôi lấy quyết định. Rồi, okay. Nếu anh muốn lấy quyết định, nếu này anh nộp phạt sau. Rồi ok, thôi tôi nếu lấy quyết định. Mà anh nộp phạt tại chỗ. Tôi biết ai ra quyết định xử phạt tôi rồi. Ok. Rồi rồi ok. Thế tôi lấy quyết định sau. Tôi là người quyết định. Anh giữ bằng cho tôi. Rồi giữ bằng cho anh. Cái này là 7 ngày sau lên công an lấy đúng không? Hay là mấy ngày sau? Sao anh? 7 ngày sau lên công an lấy à? Cái này là trong vòng 10 ngày, ngày anh cầm quyết định xử phạt này lên 2. Rồi ok. Ra ngân hàng nông nghiệp huyện Minh nộp tiền. Rồi ok. Sau đó cầm biên lai lên. Rồi ok. Công linh ra lấy bảng rồi. Ok. Trong vòng mấy ngày nữa tôi có quyền được làm đơn lên công an huyện không? Sao hỏi anh? Trong vài ngày nữa tôi có cần được bán đơn quyền của anh, cả quyền cá nhân của anh thôi. Rồi, okay. Mà còn anh có vấn đề gì cần phải hỏi thì tôi sẽ trả lời cho anh. Vâng, thôi được rồi. Biết bao nhiêu là nó bạn có quyền. 7 quốc lộ 2, km 7/3, 72.900. Ok. Anh ghi rõ địa điểm cho tôi. Hôm nay anh có kế hoạch làm việc ở đây đúng không anh? Em tôi có anh. Có kế hoạch gì? Hôm nay là ngày 31 tháng 5. 31 tháng 5 2019 anh ạ. Dạ vâng. Anh có chuyên đề kế hoạch kiểm toàn sát ở đây. Tôi đi làm có kế hoạch chưa anh? Vâng, ok. Anh ok. Tôi ký rồi lại là cần viết thêm đúng không? Đúng không anh? Sao vậy? Nên mà tôi ký rồi còn cần viết thêm đúng không? Để tôi gửi anh. Tôi ghi những gì theo luật thôi. Đâu, đây anh vừa ghi cái gì tôi xem nào. Tôi đấy, vừa ký đây anh. Rồi. Đây anh ghi cái gì? Đây ghi anh đọc vào giấy này. Thì tôi không nhận chứ còn ông tôi đọc làm sao được. Đọc này, anh đọc đi. Chứ ông viết bây giờ bây giờ ông anh đọc đây. Đây không có gì. Không có giấy chứng nhận bảo hiểm. Chứng nhận sự thế đấy còn được. Thế tôi vừa ký rồi. Tôi vừa ký đây rồi sao ông lại viết thêm là nào? Tôi ghi những gì theo đúng lỗi của anh. Nhưng mà tôi vừa ký đây rồi sao ông lại viết thêm nữa? Tôi xem đã. Đây tôi đây em mỗi hai cái lỗi này thôi. Mỗi hai bản này đây. Không phải vì tôi vừa ký đây rồi đúng không? Đấy, nhưng anh sao lại anh viết thêm vào đây? Anh xem đây tôi ghi theo lỗi thôi, tôi ghi đúng lỗi thôi. Đúng lỗi như đâu được. Đúng đúng. Đọc đi anh cứ đọc đi nè. Đúng rồi, tôi nhưng mà tại sao tôi vừa ký rồi anh lại viết thêm vào đây nữa? Nhưng tại sao anh nghị định? Tôi lúc anh tôi ghi đúng theo nghị định nhá, theo luật. Thế thôi, tôi phải làm theo đúng nghị định như anh. Điều khiển xe gì đấy ông đọc cho tôi cái. Điều khiển xe mô tô biển số 19R19699 vi phạm này. Không có gương chiếu bên trái người điều khiển, rồi. Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe thời gian còn hiệu lực, đó là cái gì anh? Lao động tự do anh, nghề nghiệp ấy, nghề nghiệp của anh ấy, đúng không? Thì thế nào anh em đi thế thôi đấy anh. Rồi, ok, đăng ký. Anh cái xe em gửi cả anh nhé. Rồi, ok, được. Còn có cái gì anh thắc mắc anh em sẽ trả giải đáp cho anh nhá, anh Quý nhá. Km 72 đúng không? 72 cộng 900.
900 quốc lộ 2 thị trấn Long Châu. Đấy, 1 km. 1 km 72 đúng không? Có ghi ngày bao nhiêu lên trên kia nó lấy quyết định hả anh? Tôi lấy cho mày ghi rõ đi anh. Trong vòng 10 ngày anh. À, trong vòng 10 ngày gì ạ? Trong ghi rõ đi anh, trong vòng 10 ngày đi anh. Trong biên bản, trong quyết định ghi rõ gì anh. Ok. Cảm ơn nhé. Rồi, cảm ơn anh, chào anh.